Gạc Ma, trận chiến khốc liệt mang đúng nghĩa chết chóc bi hùng đầy tang thương của nhân dân Việt Nam trước sự xâm lấn của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Trận Gạc Ma năm 1988 thể hiện đầy đủ dã tâm của Bắc Kinh về việc thâu tóm những đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là tiền đề cho yêu sách đường chín đoạn một cách bất hợp pháp của đất nước tỷ dân. Dù nhiều năm đã trôi qua, Gạc Ma vẫn là nỗi đau canh cánh khôn nguôi của Việt Nam, đồng thời cũng là bài học khó quên về dã tâm của người hàng xóm. Nhiều chuyên gia đã phải đặt ra câu hỏi, liệu Trung Quốc sẽ kìm nén bản thân bao lâu nữa trước miếng bánh Biển Đông để hứa hẹn? Và nếu như ngày đó tới, thì liệu Việt Nam có đủ sức đề kháng để chống đỡ một cuộc chiến trên biển hay không? Hay lịch sử Gạc Ma sẽ lần nữa được lặp lại? Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã liên tục có những động thái hung hăng tại Biển Đông, trong đó có nhiều hành vi trái phép như chiếm giữ các đảo và bãi đá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tính từ thập niên năm 1950 đến nay, Trung Quốc đã chiếm một nửa quần đảo Hoàng Sa ngay sau khi Pháp rút quân vào những năm 1950. Đến năm 1974, một năm sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Trung Quốc chiếm nửa quần đảo còn lại. Trong những năm 1980, Trung Quốc đã mở rộng các hoạt động của mình ở quần đảo Trường Sa và chiếm đóng 6 thực thể ở đó vào năm 1988, ngay sau khi Liên Xô giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Việt Nam. Và vào năm 1995, Trung Quốc đã chiếm đá Vành Khăn, 3 năm sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Philippines. Gần đây nhất là hành vi đặt giàn khoan 981 trái phép trên Biển Đông năm 2014. Các hoạt động này cho thấy Trung Quốc có xu hướng mở rộng phạm vi lãnh thổ của mình khi phát hiện thấy thay đổi về cán cân quân sự và khoảng trống quyền lực theo hướng có lợi cho họ. Việt Nam, với cương vị là tảng đá ngáng đường đầu tiên mà Bắc Kinh muốn loại bỏ để độc chiếm được Biển Đông, bởi số lượng đảo mà Việt Nam đang nắm giữ là lớn nhất và chúng ta có vẻ cũng là quốc gia có sự quyết liệt cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong suốt vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã nhiều lần chơi chiêu với Việt Nam trên nhiều phương diện nhưng chưa từng giành được lợi thế. Điều này càng khiến cho Bắc Kinh trở nên vội vàng hơn với những hoạch định của mình. Với nhu cầu về tài nguyên, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thăm dò khảo sát tại khu vực Biển Đông và thậm chí nước này sẽ thực hiện những cuộc khảo sát bí mật hơn trong những vùng biển cấm. Điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc đã và đang thể hiện sức nặng của mình tại đây và sẵn sàng nổ súng nếu chớp được thời cơ. Nếu thế thì rất có thể một cuộc chiến như Gạc Ma sẽ một lần nữa được tái hiện. Còn Việt Nam liệu đủ lực để chống lại hay không? Như đã biết, trong trận chiến Gạc Ma năm 1988, lý do lớn nhất dẫn tới sự thất bại của quân đội Việt Nam là do sự chênh lệch quá lớn cả về chất và lượng khi đứng trước hải quân Trung Quốc. Vào thời điểm khi căng thẳng hai bên nổ ra, phía Việt Nam cũng chỉ có 3 tàu vận tải, chủ yếu là lực lượng công binh hải quân ra làm nhiệm vụ xây dựng lại đảo đá với 2 phân đội công binh gồm 70 người và 4 tổ chiến đấu. Các tàu vận tải của Việt Nam gồm HQ-604, HQ-505, HQ-605 đều là những tàu vận tải không trang bị vũ khí ngoài các khẩu AK của các chiến sĩ công binh để tự vệ khi cần thiết. Còn về phía Trung Quốc, từ đầu tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc huy động lực lượng của 2 hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây thường xuyên có từ 9 đến 12 tàu chiến, gồm tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu pháo, 2 tàu đổ bộ, tàu hỗ trợ gồm 3 tàu vận tải LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và một pông tông lớn. Xét về mặt lực lượng, rõ ràng Việt Nam đã rơi vào thế yếu. Đây là hải chiến, một mặt trận rõ ràng không phải thế mạnh của quân ta. Chúng ta không thể dùng ngón nghề trên cạn như đánh du kích được. Vì vậy, thất bại là điều đã được dự đoán trước. Vậy sau 35 năm, khoảng cách giữa hai bên liệu đã được rút ngắn lại hay chưa? Theo báo cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ, xét về quân số, Hải quân Trung Quốc đang sở hữu một đội quân hơn 250.000 người. Trung Quốc hiện sở hữu lực lượng hải quân biên chế có nhiều tàu quân sự nhất thế giới và đang ngày càng tìm cách mở rộng ảnh hưởng. Theo đó, PLA đã có đến 355 phương tiện quân sự hải quân, nhiều hơn con số chưa đầy 300 phương tiện của Hải quân Mỹ, chưa tính số tàu dự phòng hiện không được biên chế hoạt động. Trong đó, ngoài 2 tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông, Trung Quốc còn có khoảng 32 tàu khu trục cùng gần 50 tàu hộ tống
và gần 90 tàu tác chiến nhanh mang tên lửa. Ngoài ra, Trung Quốc còn có hơn 70 tàu ngầm các loại. Xa hơn, theo kế hoạch, thì đến năm 2025, Trung Quốc sẽ sở hữu khoảng 420 tàu quân sự và con số này năm 2030 là 460 tàu, tức cũng vượt xa kế hoạch bổ sung tàu quân sự mà Hải quân Mỹ đang theo đuổi. Với tốc độ đóng tàu hải quân hiện tại cùng năng lực chiến hạm mới của Trung Quốc, họ phát triển hải quân từ quân chủng phòng thủ bờ biển thành lực lượng mạnh nhất khu vực, một số khía cạnh đạt mức toàn cầu. Phần lớn chiến hạm của Trung Quốc là hộ vệ hạm cỡ nhỏ và tàu ngầm diesel điện phù hợp hoạt động ở các vùng biển xung quanh nước này. Hải quân Mỹ chỉ sở hữu khoảng 15 tàu tác chiến ven biển với tính năng gần giống hộ vệ hạm cỡ nhỏ. Hạm đội tàu hộ vệ cỡ nhỏ phù hợp với các vùng biển nông và hẹp, nơi Trung Quốc đưa ra các yêu sách chủ quyền như biển Hoa Đông, biển Đông và quanh đảo Đài Loan. Ở những vùng biển này, tàu Hải quân Trung Quốc được bảo vệ bằng lực lượng tên lửa đất đối không quy mô lớn tại đại lục. Trung Quốc còn đầu tư nhiều vào tên lửa chống hạm và hệ thống dẫn đường vệ tinh, giúp tăng sức mạnh trong mọi cuộc xung đột gần nước này. Sẽ không hề nói quá khi cho rằng Trung Quốc đã trở thành một siêu cường hải quân ở châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, PRA cũng có những điểm yếu cần khắc phục, ví dụ như họ chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến thực tế, đặc biệt là tác chiến ở ngoài vùng biển Hoa Đông, cũng như đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các sĩ quan chỉ huy và kỹ sư vận hành sửa chữa vũ khí. Điều này đã phần nào khiến cho Trung Quốc dù mạnh về lượng nhưng lại thiếu chất nghiêm trọng. Vậy còn Việt Nam, chúng ta đang ở vị trí nào trên bản đồ quân sự thế giới? Các nhà phân tích đều nhận thấy rằng, thời gian qua, Hà Nội đang ngày càng xem các vấn đề quân sự là nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang qua từng năm. Hãng tin Business Graph vào tháng 4 cho biết rằng, chính phủ Việt Nam đã dành 5,1 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quân sự trong ngân sách năm nay. Khoảng 1/3 trong số đó sẽ dành cho việc mua sắm thiết bị quốc phòng. Một số nhà phân tích ước tính rằng chi tiêu quân sự của Hà Nội có thể tăng lên 7,9 tỷ đô la vào năm 2024. Trong bảng xếp hạng sức mạnh hải quân thế giới năm 2021 của Global Firepower, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 38 toàn cầu và thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á với 65 tàu chiến các loại. Cũng theo Global Firepower, bảng xếp hạng trên được xây dựng dựa trên số liệu tàu chiến có trong biên chế hải quân các nước, không bao gồm hợp đồng mua sắm vũ khí mới hoặc đang được phát triển. Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 65 tàu chiến các loại, trong đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ săn ngầm, phần lớn đã được thay tính năng, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác, chỉ đến 220 tỷ đô la. Trung Quốc có quân số nhiều gấp 5 lần so với Việt Nam và có số lượng máy bay gấp 10 lần, 3.187 so với 318, và có gần gấp 11 lần số tàu hải quân, 714 so với 65. Trung Quốc cũng có thiết bị tốt hơn nhiều. Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân có tàu sân bay và tàu khu trục, hai phương tiện mà Việt Nam chưa có. Nếu một cuộc chiến như Gạc Ma năm đó được tái hiện, thì rất có thể Việt Nam một lần nữa sẽ rơi vào thế yếu. Liệu có phần thắng nào dành cho chúng ta hay không? Và kịch bản nào sẽ xảy ra khi Trung Quốc tấn công Việt Nam trên biển? Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng do sự bất cân xứng này, chiến lược duy nhất mà Việt Nam có thể chọn đó là phòng thủ trong trường hợp xảy ra xung đột. Tuy nhiên, chưa hẳn nhận định này là đúng. Hãy nhớ rằng bây giờ đã là năm 2023, chúng ta không còn là Việt Nam của những năm 1988. Việt Nam đã không còn là một quốc gia nghèo khó, loạn lạc khi mới giành được độc lập khi ấy nữa. Nếu muốn tấn công Việt Nam thì Bắc Kinh sẽ phải tính toán ít nhiều về lợi và hại mà họ đạt được khi mạo hiểm tổ chức một cuộc tiến công vào lãnh hải của một nước có chủ quyền hợp pháp. Trong một bài viết cho tạp chí Quốc phòng Toàn dân ngày 30 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là thiếu tướng trong quân đội Việt Nam và cựu chủ tịch Viettel, một tập đoàn thuộc sở hữu của quân đội, đã viết: "Trong tương lai, nếu chiến tranh xảy ra với đất nước chúng ta, đó sẽ là một cuộc chiến của nhân dân để bảo vệ một đất nước phát triển, chống lại sự xâm lược của kẻ thù." Tuy nhiên, ông lưu ý, trong các cuộc chiến tranh chống lại tổ tiên ta trước đây và đảng ta sau này, nước ta thường phải đối mặt với kẻ thù với sức mạnh quân sự vượt trội. Nhưng chúng ta vẫn coi tấn công là tư tưởng chủ đạo, thay vì thụ động hay phòng thủ thụ động.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sử dụng cụm từ phòng thủ tích cực tương tự như cụm từ được sử dụng vào những năm 1980 bởi nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó là Đặng Tiểu Bình. Điều này chắc chắn cho thấy các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cân nhắc nghiêm túc khả năng xảy ra chiến tranh và cách thức mà cuộc chiến này xảy ra. Do đó, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản đã dành cho các tờ báo nhiều thời gian hơn để viết về kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm nay. Những thông tin trước đó trong năm nay cho thấy Việt Nam đã âm thầm mở rộng lực lượng dân quân biển và trang bị thêm cho lực lượng cảnh sát biển để chuẩn bị đối phó với các lực lượng tương tự của Trung Quốc. Tuy nhiên, do sự chênh lệch về sức mạnh quân sự, khả năng giàn đè lớn nhất của Việt Nam chính là thông qua các quan hệ đối tác quốc tế. Vậy nếu Việt Nam bị Trung Quốc ức hiếp với hành động tương tự, thì quốc gia nào sẽ đứng về phía Việt Nam, ủng hộ Việt Nam chống lại Trung Quốc? Hà Nội cũng sẽ sớm nhận ra điều này, nên luôn tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình trong những năm qua. Chỉ tính riêng năm 2023, Việt Nam đã đón tiếp nhiều vị khách quý như tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng với hơn 205 doanh nghiệp hàng đầu, mang tới những hợp đồng béo bở cho Việt Nam. Hay vừa rồi, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm Việt Nam ngay sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ. Chuyến thăm này là một bước tiến đáng chú ý trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời nâng cấp mối quan hệ hai nước từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy Mỹ đang yểm trợ Việt Nam và đóng vai trò răn đe lâu dài đối với Trung Quốc. Đây là quyết định đôi bên cùng có lợi, bởi Mỹ có quyền lợi ở vùng Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương để triển khai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở. Việt Nam thì có nhu cầu bảo vệ an ninh của mình trước sức ép của Trung Quốc. Rõ ràng, nếu như cuộc đối đầu với Việt Nam leo thang thành một cuộc đối đầu vũ trang, thì đó có thể là cuộc trắc nghiệm về sự sẵn sàng của Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh lớn hơn có thể xảy ra ở vùng biển tranh chấp này trong những năm tới. Với một kẻ khôn ngoan như Bắc Kinh thì họ sẽ hiểu đây là một bài toán khó ăn và họ sẽ thiệt nhiều hơn lợi. Qua đó có thể thấy rằng nếu Trung Quốc cả gan phát động một cuộc chiến như Gạc Ma năm 1988 đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng không ngần ngại đáp trả lại và Hà Nội sẽ sử dụng tất cả nguồn lực để khiến Trung Quốc phải trả giá. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.